để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí và các lễ hội đầu năm, Công an thành phố Uông Bí tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt tuyên truyền luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó, Công an thành phố đã lập 2 điểm chốt tổ chức các tổ tuần tra thường xuyên làm nhiệm vụ trên các tuyến đường nhằm tăng cường kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là phát hiện xử lý nghiêm trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Ngoài việc xử lý quyết liệt, Công an thành phố cũng phối hợp với các cơ quan đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với nhiều điểm mới chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, nghị định mới tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy. Mức xử phạt nồng độ cồn cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ từ 400 đến 600 ngàn đồng.